Ngọc Thơ Thời báo.d Chấm kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Bộ trưởng Công an dùng quyền lực để trả thù cá nhân. AFA tiếng Việt ngày 31 tháng 5 có bài Theo dõi nhân quyền, Bộ trưởng Tô Lâm trả thù người làm video chế giễu mình. Bài báo cho biết tổ chức Theo dõi nhân quyền cho rằng án tù dành cho ông Bùi Tuấn Lâm là kết quả của video chế giễu Bộ trưởng Công an Tô Lâm ăn bò giác vàng ở Luân Đôn trong lúc người dân đang lao đao vì đại dịch Covid-19 và người dân sẽ chỉ nhớ đến hành động này. Hình ảnh bài trên AFA. Theo AFA, tổ chức theo dõi nhân quyền hôm 31 tháng 5 ra thông cáo có tiêu đề không được phép đùa giỡn ở Việt Nam và cho rằng Bộ Công an không có ốc hài hước hay Bộ trưởng trả thù người làm video chế giễu Thông cáo được đưa ra sau 6 ngày Thánh Rắc Hành Bùi Tuấn Lâm bị tuyên án 5 năm rưỡi tù giam với cáo buộc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. AFA dẫn lời ông Phil Robertson, phó giám đốc phần bàn châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền cho rằng Bùi Tuấn Lâm trở nên nổi tiếng vào tháng 11 năm 2021 khi làm một đoạn video chế ghi lại hình ảnh bản thân bắt chước đầu bếp nổi tiếng có nghệ danh là Thánh Rắc Muối, người mà mấy ngày trước đó đã nổi như cồn ở Việt Nam sau khi rắc muối lên miếng bít tết giác vàng giá 2.000 đô la và bón tận miệng cho Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm. AFA dẫn lời bà Lê Thanh Lâm, vợ của ông Bùi Tuấn Lâm, nói ngày 31 tháng 5 cho biết theo suy nghĩ của tôi, căn cứ vào cáo trạng không có dữ kiện nào cho biết chồng tôi bị bắt có liên quan đến video của ảnh cả. Nhưng thực tế cho thấy, ngay sau khi video này được công bố trên mạng xã hội, chồng tôi bị triệu tập hai lần liên tục và cách nhau chỉ hai ngày. Việc triệu tập sau cái video rất hành đó được ướp lên, làm cho chúng ta có cảm nhận rằng cái án đó liên quan đến video rất hành chế diễu Tô Lâm. Thật ra trong video đó không có bất kỳ hành động nào liên quan đến việc chế giễu cả. Đó là quyền tự do. Chúng ta có thể làm bất cứ việc gì mà pháp luật không cấm. Cái việc chúng ta làm một video hài hước bắt chước ai đó, cụ thể trong trường hợp này là Salt Bay. Cái chuyện chồng tôi bắt chước một người ở nước ngoài là không có vi phạm pháp luật gì cả. Hình ảnh ông Bùi Tuấn Lâm, người được mệnh danh là Thánh Rắc Hành. Trong thông cáo gửi AFA qua mail, Ông Phil Robertson khẳng định, Bộ trưởng Tô Lâm đã trả thù riêng bằng cách bịt miệng một người dân lên tiếng chỉ trích mình. Nhưng điều đó không cứu vãn được danh tiếng của ông. Người Việt ghi nhớ hình ảnh ông tận hưởng miếng bít tết hàng ngàn đô la trong lúc người dân thường đang cực nhọc giữa cơn suy thoái kinh tế vì dịch Covid-19 và lạm phát mất kiểm soát. Án tù độc ác và vô lối áp đặt lên Bùi Tuấn Lâm cùng với sự ngược đãi nhắm vào vợ ông ta sẽ chỉ tô đậm thêm hành động đàn áp bừa bãi của chính quyền việt nam vợ của ông lâm nhiều ngày sau khi diễn ra phiên tòa sơ thẩm xét xử chồng mình tại tòa án nhân dân đà nẵng vẫn cảm thấy bàng hoàng vì sự xúc phạm của nhân viên an ninh đối với tinh thần và chính cơ thể của bà bà bày tỏ tôi cảm thấy rất lo lắng vì chính họ là những người an ninh việt nam họ ở ngay trong cơ quan công quyền của nhà nước nhưng họ lại buông những lời đe dọa với một công dân không vi phạm pháp luật như tôi thậm chí ngay cả khi tôi có vấn đề về mặt pháp lý họ cũng không phải là những người có thể dùng những lời lẽ để xúc phạm tôi như vậy tôi phản đối hành động đó và cảm thấy rất kinh tởm tôi cảm thấy sự an nguy của mẹ con tôi đang có vấn đề vì họ nói trực diện với tôi rằng để xem mẹ con tôi sống có yên không bà lê thanh lâm cũng cho biết sau khi phiên tòa diễn ra, ông Lâm nói sẽ kháng cáo bản án sơ thẩm, tuy nhiên đến giờ vẫn chưa biết được chồng mình đã làm đơn kháng cáo hay chưa, AFA cho hay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Bộ trưởng Công an dùng quyền lực để trả thù cá nhân. Ông Trọng ra sách để đánh bóng tên tuổi. Ngày 26 tháng 5 AFA tiếng Việt có bài Sách của ông Trọng lạc đề đối với người dân hình ảnh bài trên IFA. Theo đó, trong những ngày cuối tháng 5 năm 2023, báo chí do nhà nước Việt Nam kiểm soát ra sức tuyên truyền về hai cuốn sách của ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có tựa đề Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và cuốn Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh. AFA dẫn báo chí nhà nước nhận xét rằng các cuốn sách của ông tổng bí thư là củng cố niềm tin của nhân dân AFA dẫn lời nhà báo độc lập nguyễn ngọc già nhận định về những cuốn sách trên báo chí cho rằng sách của ông trọng nhằm để củng cố niềm tin nhân dân tức là họ thừa nhận niềm tin của người dân đã lung lay từ lâu theo nhà báo nguyễn ngọc già nếu những giai cấp nghèo khổ nhất nằm trong cuốn sách tâm huyết của ông nguyễn phú trọng thì người dân mới quan tâm Chứ còn cuốn sách chỉ nhằm nói về vấn đề chống tham nhũng, trong khi những vấn đề suy trầm kinh tế, đời sống người dân hiện nay đang rất khó khăn thì không được đề cập đến. Vậy theo ông già, những cuốn sách như thế hoàn toàn là lạc đề đối với người dân. Hình ảnh những cuốn sách của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. AFA cũng dẫn lời tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ từ Na Uy cho rằng là một người đứng đầu đảng Cộng sản được cho là nổi tiếng về lý luận đã đến tuổi phải về nghỉ, việc các trang báo ra sức đánh bóng hai cuốn sách cũng như là một cách để ghi nhận di sản của ông và cũng để báo trước ngày ông sắp rời khỏi chức vụ. Theo tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ, lý luận về chủ nghĩa xã hội đi cùng với nó là chủ nghĩa cộng sản cũng đã được các học giả châu Âu mổ xẻ rất nhiều đến nỗi giờ đây hầu như không còn ai muốn nhắc về nó nữa. Cho nên theo ông Vũ cả về mặt thực tiễn và mặt lý luận các cuốn sách của ông tổng bí thư hầu như không có một đóng góp đáng kể nào với cuốn sách thứ hai của ông tổng bí thư với tựa đề kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực góp phần xây dựng cho đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh tiến sĩ nguyễn huy vũ cho rằng cuốn này ngay cả ở tựa đề đã là một lời hiệu triệu nặng tính tuyên truyền tiến sĩ vũ nói ở việt nam tham nhũng ngày càng tràn lan càng phức tạp và phổ biến. Như vậy, việc chống tham nhũng là hoàn toàn thất bại, không có gì đáng để chia sẻ. Về mặt lý luận, theo ông Vũ, việc chống tham nhũng từ lâu đã được các nước chống tham nhũng thành công đúc kết thành những nguyên tắc nhất định. Đó là thứ nhất, đảng cầm quyền phải trong sạch. Thứ hai, giới lãnh đạo cầm quyền có quyết tâm chống tham nhũng. Và thứ ba, phải có cơ chế giám sát độc lập để tránh việc bao che cho tham nhũng. Hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng như vậy cả về mặt kinh nghiệm thực tế và lý luận thì theo tiến sĩ vũ chuyện chống tham nhũng ở việt nam không có gì gọi là mới hay đặc sắc để mà có thể chia sẻ thành kinh nghiệm riêng tóm lại ông vũ cho rằng việc giới thiệu hai cuốn sách của ông tổng bí thư như một cách để đánh bóng hình ảnh về một vị lãnh tụ đảng cộng sản sắp từ giã chính trường hơn là đưa ra những kinh nghiệm hay chia sẻ kiến thức hữu ích nhằm đóng góp vào kiến thức học thuật chính trị hay cách điều hành quốc gia về việc một trong hai cuốn sách của ông Trọng được dịch ra bảy ngôn ngữ, AFA dẫn lời nhà báo độc lập Nguyễn Ngọc Dà dạ cho rằng độc giả của các quốc gia đó chắc cũng sẽ cười thôi vì họ chẳng biết nó là gì. Ông Dà dạ cho rằng đây là sự lãng phí. Ngoài việc lãng phí thì nhà báo kỳ cựu này cũng nói việc tuyên truyền rầm rộ các cuốn sách của ông Trọng cũng chẳng thu hút được độc giả. Trên thực tế không chỉ có riêng sách của ông Trọng mà tất cả sách của những người lãnh đạo cộng sản viết. Độc giả chẳng mấy ai quan tâm, nếu không bị ép thì chắc chẳng ai đọc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin ông trọng ra sách để đánh bóng tên tuổi